Vòi này full quá là ok luôn các bác ạ. À, tức là cái béc béc này, béc xanh xanh này này. Đấy, so với béc đồng thì rất là ok hơn. Béc đồng suốt ngày tắc thôi. Béc này từ lúc tôi gắn là chưa thấy tắc. Có mỗi cái là khi mình gắn vào ấy thì mình phải chỉnh, nếu như nó có bị cái hiện tượng không ra nước. Tại vì có những cái nó bị tịt ngay từ lúc đầu ấy, chắc là họ vặn vào chặt quá thì mình phải chỉnh một chút, để khi tức là khi mình phun thì không thấy nó ra nước, mình đến cái chỗ đấy và mình chỉnh luôn trực tiếp luôn để nước nó phun thẳng ra luôn. Đấy, có mỗi cái điều đấy thôi. Đó là từ đó về sau là nó cứ phun mãi thôi, nó không bị tắc bao giờ. Còn cái béc đồng là nó bị tắc các bác ạ. Đấy, từ lúc đầu tôi chia sẻ với các bác cái video gắn cái béc nhựa xanh đến bây giờ này. Thực ra là cái này nó cũng gần gần giống như phun xương ấy các bác ạ, nhưng mà gọi là có thể nói là xương nặng hạt hơn là cái béc đồng kia. Đấy, các bác nhìn thấy nó không hoàn toàn là phun thẳng ra giọt nước như các bác nhé, nó cũng là xương nhưng mà xương nó hạt to hơn cái béc đồng, nó không hẳn là phun nước thẳng tinh ra giống như là cái một số cái béc béc 4-5 hướng mà gắn ở cái béc nhựa gắn ở cái ống phi 21 ấy. Trước tôi vườn tôi Cao Bằng tôi có dùng cái béc đấy phun nó ra nước hạt to hơn đây rất là nhiều. Đấy, thì chúng ta chỉ cần có thể là lượng nước như này là vừa rồi, hạt nhiều quá thì lại to quá lại lãng phí nước. Đấy, muốn phun xương nhỏ hơn thì là cái lỗ nó cũng phải nhỏ hơn, mà lỗ nhỏ hơn thì nó rất dễ bị hiện tượng tắc. Đấy, nếu bác nào có lọc thì lọc qua lọc thì ok, và tôi không muốn đầu tư nhiều về cái lọc này, tại vì là có thể là một thời gian nữa tôi phải chuyển chỗ, cho nên là tôi cũng không muốn đầu tư nhiều đó. Chứ không phải là tiếc tiền về đầu tư cái lọc đâu các bác ạ. Cái lọc nó không đáng bao nhiêu đâu, nhưng mà đầu tư nhiều quá đến lúc mình chuyển chỗ nó cũng hơi phí, hơi tiếc. Không phải bỏ đi mà chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại thì nó hơi bất tiện. Nhà thì chật hẹp nữa, căn bản là nhà chật hẹp thôi, còn nếu nhà rộng tôi thoải mái. Ở đây tức là có một giải pháp là chúng ta dùng cái béc thay thế này, béc xanh này thay thế, thì từ lúc tôi dùng thấy khá ok rồi. Đấy, quan trọng là cái đấy, cho nên là tôi cũng chưa cần dùng cái bộ lọc nước làm gì. Và trong mùa hè năm nay thì cây nó phát triển rất tốt hơn nhiều so với năm ngoái, tại vì là lượng nước nó được cung cấp đầy đủ. Còn năm ngoái thì thứ nhất là vườn tôi không trồng nóng nhiều, thành ra rất là nóng. Bây giờ tôi ốp hết các kiểu hết rồi các bạn ạ, trồng nóng các kiểu. Bình thường ở trên tầng 4 này thì cái xi măng rất là nóng, tường xi măng này này các bạn này. Đấy, thậm chí mái nhà tôi cũng bằng tường xi măng luôn, cho nên rất là nóng. Tôi phải ốp vào hết, ốp được phần nào hai phần đấy thì nó đỡ hơn. Đây có cái giò trâu như bệt này, chuẩn bị ra hoa này các bạn. Bạn nào muốn mua trâu như bệt thì có thể là đăng ký kênh Lan Rừng Thủy Cai ngay. Mấy hôm nữa tôi sẽ đăng nếu như là nó bung ra. Các bác tuy nhiên các bác muốn hỏi mua luôn cũng được, tại vì bây giờ nó đang có nụ rồi. Tôi đảm bảo bảo hành với các bác luôn là đây là cây bệt. Chẳng qua là nó bệt đậm hay bệt nhạt hay là như nào thì tùy mỗi người, tùy cái độ thưởng thức của mỗi bác. Có bác thích đậm, có bác thích nhạt, thì nếu mà chúng ta muốn như vậy thì ta lại phải chờ thêm khi nào cái này bung. Hiện tại tôi còn hai giò trên vườn, ở bên này một giò nữa này. Đấy, ông chưa bung, chờ mấy hôm nữa. Còn những cái phi điệp tiến tiếc thì tôi chả bán nữa, bây giờ bán lười bán rồi, để đấy trồng thích hơn, chơi thích hơn. Bán rẻ quá tôi chẳng muốn bán. Toàn phi hiệp kiến rừng nhé các bác nhé, hàng xổ số luôn. Cho nên là tôi cũng để đấy ạ, chơi cho nó vui đấy. Bán thì dạo này phi hiệp xuống giá quá, bán nó mất giá,
thành ra mất giá trị của cây lan đi, nó chẳng còn bán nữa. Đây trâu như này thì tôi vừa đặt lên vườn đấy, nó có rất nhiều ki nhá, về các bác nhân ki ra thoải mái này. Đấy, rất nhiều ki luôn, thậm chí mầm gốc nữa này. Đấy, gốc rất là nhiều, đếm sơ cua cũng khoảng 2 cái mầm gốc này, ki này, 2 cái ki này. Đấy, một cái mắt thức nữa này. Đấy, nó nhồi lên 2 cái ki nhỏ nhỏ này nữa này. Đấy, cho các bác xem cả 3 thứ, 1, 2, 3. Đó, xem nào, xem còn ở đây này, ngọn có hoa này có một cái ki nữa này. Đây một mầm nữa này, các bác này. Đấy. Mầm này khá dài. Đó, nếu các bác mua chậu này các bác được khá là lời. Treo đây để cách nước ra một tí. Ok, tôi cũng đang bán bớt dần một số phi điệp thôi. Nói vậy là không phải hoàn toàn là tôi không bán. Ở đây không phải hoàn toàn 100% phi điệp. Một số phi điệp, một số trầm tím, một số hàng công nghiệp linh tinh thì tôi cũng bán bớt dần. Tại vì là các bác có thể thấy là rất là nhiều cái chậu san sát với nhau. Thì có những chậu thì tôi chỉ cần chờ nó mọc ra rễ rồi nó mang ra bán. Đấy, cho nên là các bác cứ yên tâm là tôi không phải giết lan rừng đâu. À, một số bác gần đây bình luận là tôi như này là hại nó. Hại làm sao được các bác? Các bác nhìn thấy mọc xanh lè luôn. 99,9% là nó mọc, không cây nào chết hết. Trừ khi các bác mà mang về để đâu đó nóng, thật là nóng thì nó mới chết thôi. Thế, kể cả những cái mầm mà, kể cả những cái đốt, những khúc mà gần như là bỏ đi rồi, tôi vẫn mang về tôi ươm, tôi cho nó sống lại. Đó, mong các bác đừng có hiểu lầm. Với cái tâm nguyện chơi lan rừng của tôi thì tôi không thể để một cái mầm nào nó chết cả nếu như tôi biết. Đấy, chẳng qua là đôi lúc là nhiều quá thì mình không thể kiểm soát được, thế thôi. Tại vì nhà tôi buôn lan rừng nó, các bác làm thì các bác biết ngay, đôi lúc quá tải, quá nhiều, không thể xử lý hết được 100% được. Tại vì một số bác gần đây thấy tôi treo nhiều chậu như vậy cứ nghĩ là nó khó mọc hay này kia, nhưng mà thực ra thì nó cũng ok thôi các bác ạ. Tức là một số cây dài thì nó có thể là chen chúc nhau, nhưng mà tôi sẽ bán bớt dần những cây nhỏ đi. Đấy, để ví dụ cây kia rất là to các bạn. À, gần như là 99% là tôi để nuôi trồng tự nhiên hết các bạn, không có kích thuốc cái gì cả. Đấy, có chăng nữa thì chỉ cho phân vào thôi. Phân không đáng kể, mà không phải là chậu nào cũng có phân, mà phân ở đây chỉ là phân dê thôi. Đó, cho nên là nó rất là tự nhiên, nó phát triển một cách tự nhiên, giống như là ở rừng ấy các bạn ạ. Ở rừng như nào thì tôi sẽ tạo điều kiện, cái vườn nhà tôi sẽ làm y nguyên cái nhiệt độ ở rừng. Đấy, cho nó mọc theo một cách tự nhiên nhất có thể thì nhìn nó đẹp hơn. Còn kích này kích kia chích choác này nọ thì tôi cũng không muốn làm nhiều công việc đấy, tại vì nó mất đi tự nhiên. Đấy, các bác thấy mọc rất là sung. Ok, xin cảm ơn mọi người đã xem video. Cái video clip này chia sẻ cái hình ảnh này, các bác xem thì xem không xem thôi, mà tôi để chủ yếu là tôi lưu lại YouTube để sang năm xem chẳng hạn. Tại vì tôi vừa làm dán, tôi vừa nâng cái bọt xốp này lên cao này để cho cái vườn thoáng hơn. Đây, và thêm cái lỗ này nó có ánh sáng rất là nhiều luôn, cho cái vườn nó thoáng khí hơn một chút, không gần lâu là hơi bí. Đấy, quay lại để lên YouTube để ở đấy thôi, cho nó vui, lâu lâu xem lại cho nó thích. Nhất là năm sau mình xem lại năm trước thì để biết là năm ngoái, năm trước là mình đã trồng lan như thế nào, có rút kinh nghiệm được gì hay không. Đấy.
Còn bây giờ để video của máy thì máy tính thì không thể đi đâu mình cũng xem được. Tôi cứ ném lên YouTube cho nó chắc ăn. Đấy. Còn tôi không hướng dẫn hay chỉ bảo các bác gì phải làm theo cái vườn tôi hay làm theo cách trồng của tôi nhé. Tại vì nhiều bác có suy nghĩ rất là tiêu cực. Cứ nghĩa là tôi lên hướng dẫn cho các bác phải làm theo như vậy. Mà đến lúc không vừa ý các bác đấy là các bác nói là thế này mà cũng đăng YouTube. Tôi cứ đăng làm sao, công an không bắt tôi được, không vi phạm pháp luật được. Đấy. Nó là thế, YouTube là mạng xã hội. Tài khoản cá nhân ai cũng có thể đăng được, miễn là không vi phạm chính sách cộng đồng của YouTube và không vi phạm pháp luật của đất nước Việt Nam và quốc tế là được. Đi đâu. Đơn giản. Còn cái việc thì trồng theo thì bác làm theo thì làm cũng làm thôi, tôi cũng chả bắt. Cách trồng của tôi thì rất là tự nhiên, một cách tự nhiên thôi, chả phải kích chích choác gì nhiều. Cho nên là có thể là không vào mắt được với một số bác không thích như vậy. Đấy. Chắc các bác chưa được đi rừng bao giờ, đi rừng thì mới biết là cái phi điểm nó mọc trong rừng như thế nào. Và cây lan nó mọc trong rừng mà nó đẹp như thế nào. Còn nếu các bác ở nhà tạo nên một cái tác phẩm mập nù thân lá như con rết thì cũng chả sao. Thì càng tốt thôi. Ok, là nhà nhiều quá. Xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip tiếp theo.